Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn. Sáng mấy anh em đi thăm mấy cái lập ếch nha mày. Hôm qua chiều hôm qua mấy anh em xuống dưới này đặt. Sáng mấy anh em đi thăm. Qua mình đặt nhiêu cái? 64 cái. 64 cái lộc. Cái này như rau đắng vậy nè. Đúng rồi, rau đắng. Rau đắng. Rồi. Rắn biển. Nhiều có lóc rồi, củ nèo nữa. Ủa bên đây nhóc chân luôn, củ đắng. Đây mọc như ta. Đây cái lập đầu tiên. Lúc này có mưa quá mưa. Ui. Trần ơi, trần có một con một hầm cái nè. Già hả? Con ít già. Một con một con. Khủng hoảng. Khói quá quay bên đây. 300 ngàn. Rồi. Một con không? Không? Đây trong cái vườn nha các bạn. Đây, đây mấy anh em đi cách nhà hơi xa nha các bạn. Nên là mấy anh em đi cũng hơi trễ. Trễ xuống tới đây. Hé nắng lên luôn. Nhà trong vườn rồi em. Vườn kiếm mít già. Điểm này là điểm mới luôn nha các bạn. Mới siêu tầm ra điểm này. Lần đầu tiên mấy anh em xuống dưới này đặt luôn. Đây có cái cục giường quá lớn. Mong là ít già nó ra. Rồi, quớt. Con thứ hai. Chiếc quớt. Vô cái đầu tiên con ít già em quá. Vô cái đặt xuống. Vườn ngon ha. Vườn này văn lưới rắn cũng ngon. Chưa có mét đó văn ngon. Con gieo vậy. Quét luôn. Hả? Quét luôn hả? Ừ. Em quá rồi, quét hả? Vườn đã nó biết nè. Hai cái vô làm cái đầu sướng quá. Ba một hả? Ba một. Đó. Dạ nè, dĩ mới được. Ừ. Ôi, không dính mưa, dính mưa. Trời ơi, con này nó khủng hơn con này nữa. Dạ. Bả nữa luôn, trời con ếch. Con xì luôn. Con này nó da, nó cóc kèn luôn. Ếch dính gì, hẳn dính gì vậy? Ếch già, da cóc luôn nè. Da cóc luôn. Cái này nó mới sáng. Rồi hư lại trời con ếch. Rồi, nó ngồi kìa. Dạ không kìa. Trà bá lửa luôn. Không dính nào, dính vậy đi. Cá chê bự quá, nó ăn không nổi. Để đó, đi thôi, chút xíu lên nha. Biết con ếch thì chế bụng. Ăn thần tư. Rồi mưa mấy đám nước linh láng hết rồi qua. Này tại hồi tối trời mưa nè, bởi nó thu chứ. Hai cái đây. Mưa tối lớn lắm. Nước hôm qua nó có giữ được không? Lỗi sình. Nước có gì đó. Đó. Trời ơi, khủng long nữa. Con khủng long ơi. Trời ơi, là tới ba con. Trời ơi. Tới đại luôn rồi. Rồi bữa nay. Cái đây ba con rồi. Già không các bạn ơi. Trời ơi. Trời. Giữ giữ vàng ngân giữ dịch luôn à. Quá trời con ếch. Nói cái vườn mà giữ lắm mà. Khủng khiếp. Vô đó đặng rồi. Này không dính thôi, dính cỡ đó thì mới sướng à. Còn đáng còn không? Đáng còn. Nó bự mà. Đây ếch già không u. Đã rồi chứ. Nó bình bình không. Không có thế dặm phía dưới này nè. Đùi chà bá chà bá. Cứ đặt phía dưới này cũng thôi, không có thế dặm. Này tới hôm mưa cũng sớm mà. Ừ, hôm để hai đám luôn á. Đầu hôm rồi với cuối hôm để cho hai đám mưa sắm xét thôi chứ hì 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 á. Có dịch luôn, có dịch luôn. Rồi, đúng rồi, rớt rồi. Cua. Cua. Này trứng luôn. Dịch luôn. Dịch, dịch luôn hả? Học dịch luôn, đẻ ra trứng luôn. Đây. Bởi dịch quậy quá hả? Không không vô mà. Có dịch già nữa bởi đẻ hơi có. Một quả. Chín chà bá.
Ở trong bụi tre đó đừng có. Nó bị dịch to mà. Chắc lọt dịch da chẳng rồi. Nó có dịch da chứ. Nó có lộn dịch da chứ. Xin lấy rồi. Hai con. Nó cũng trọng nha các bạn. Ít tệ bự không? Chưa bự không à? Ít tệ mình chạy bự. Cua quất hả? Cua quất luôn rồi. Hai con cua, ba con, bốn con cua luôn. Rồi cái này ếch thì không dính mà dính con lươn, đặt chấm thì không vô mà đặt lọc ếch thì vô. Có tài. À, chú Hậu đi vòng đó chú nó đi. Một con. Được không? Không được. Nãy giờ có con này lứa ha. Dường như hết. Dường mà quá mưa. Tung quá. Nó đang bự luôn đang ui. Sức nha. Nhớ ra. Ôi trời con ít già. Ít mà ăn là 4-5 con là ăn mệt. Có trà bá lửa nha các bạn. Ít là ăn mới sướng. Quên rồi mất thôi luôn sư phụ ơi. Qua trên bờ đó rồi tôi ra bây giờ đi cầm cui rồi nó nhẹ quá rồi chú quất rồi bạn có anh không. Có ít. Cá nha. Khui. Rồi không thấy nhảy. Người thất bại quá ta. Đồ ngon quá mà không có. Ui. Đấm. Hết già. Đúng rồi. Cút trên kìa. Bò không chịu ra. Xuống. 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 Đó. Ồ, bự. Quá. Còn cái nữa nè. Hết bên đây còn có biết không? Cá ở đây bên đây nó ngon rồi. Ngày 4 cái được 3 con. Nhỏ. Cái phong tốt đẳng hả? Đó, tốt bằng cái giường này đó. À, chạy đẳng ha. 2 con. Đó, bự luôn. Cái cuối. Vớt lại được cái chót này 2 con ha. Rồi. Xong, bên rửa đen xong nha các bạn. Giờ mấy anh em xuống vỏ. Dạ. Chạy xích lại đẳng các bạn ơi. Cái thông đặt cái đẳng. Cây này chỉ nhất khớp tài tình luôn. Ung găng luôn. Gạt nai. Cây gạt nai. Bỏ một tí muối đâm. Rồi xào miếng giấm chua đó. Cây này cây kêu bằng gạt nai nha các bạn. Bông găng nhất khớp. Nhất khớp lâu năm chịu hết là này đắp vô là bao luôn á. Rồi mấy anh em chạy qua tới đây. Mới lên thăm. Cái đầu tiên chất quất. Chỗ ngon quá mà bị mưa. Đó, nhảy đó hai ba con. Một
bự. Đó, coi nhảy luôn đi em. Đây em. Thịt lứa. Lứa này thịt được. Lứa tới thịt luôn rồi nè. Con bên bình chết bự, con đang chết lứa. Nhỏ rồi đây con á. Ui. Ui. Đó. Lại. Ủa, hai con. Hai con ếch lứa. Dở đi. Quất. Rớt, rớt. Ồ, vậy là mình cũng như nhau mà. Đây, ta đẩy con rồi kìa. Về làm dàn con đi. Về mua hầm dông, về làm dàn con đi. Em. Trong vọng. Bự nha. Vườn này với là nó bự bằng cái vườn bản này. Bự bằng vườn bản. Vườn bản được mấy con ếch già. Qua đường kinh đó. Có đường kinh cùng. Đó là bình con. Ui. Đấm. Con này được. Con ếch con cua. Cá lóc luôn. Được không? Thả ra luôn. Ui. Quất luôn. Quất luôn. Bữa nay quất hơi bị nhiều nha. Ừ, đừng con. Trốn kỹ quá không nhái. Thấy. Con nói thua con nhái biển nha. Bữa nay anh em đặt nhiều lộp mà đặt xa nữa. Mà thấy mới vô được cũng mới ít già. Đâu à. Khúc sau này thấy quất nhiều quá bạn ơi. Này mưa nước ngập lúc à, đắp sình lên rồi mưa tan sình luôn á. Quá rồi thôi có đó ếch già luôn nha, con ếch bự, cua. Ăn cá nữa. Ui. Ăn cái cua không gì. À có một con. Một con với mấy con cua. Đây cá nữa. Khui. Có luôn. Ở trong này. Trong này thấy luôn nữa bạn. Một chú. Nó cũng bự bự rồi. Hai cá hai con nha. Thì cái nữa các bạn ơi. Cái thông dưới đen thăm đầu đằng kia rồi các bạn. Phương thăm đầu đằng này. Đó. Rồi con này lên lắm. Một con nữa. Con này có hả? Ba cái ba con rồi đó. Con bự bự không à. Con bốn cái hai con. Cái này nè. Ồ. Ba cái nào cũng con. Lớn lớn. Ồ. Mày có hy vọng đây già giọng bây giờ tới luôn nè. Mới tụi bự không hy vọng không ngoại được mấy con hả? Con
cá nữa các bạn ơi. Nước à. Y như cũ các bạn. Ừ, im ru rồi. 3 cái kia im quá. Đấy, cái này chết quá. Đây, cái này chết quá. Đây, cái này chết quá. Đúng không? Cái này ít lứa lứa ha. Lứa rồi. Bự không bự rồi, nhỏ không nhỏ. Quất mấy miếng giường này quá xá. Đi mấy miếng giường này không là xỉn luôn rồi. Mà thành quả thì cũng không có được nhiều nữa bạn. Cái này dính yếu luôn. Ui. Ui, thấy cua không à? Bầu cua không hả? Bầu cua không à? Không có ếch nè. Ờ, cái bụi cua nèo. Này, cua nèo tới tượng nha các bạn. Quá trời nó tốt. La chà bá chà bá, không mạnh đi. Cái miếng giường này ngon quá, chắc bị người ta đặt nhiều quá hay sao? Đúng không? Ôi. Ê, hả vậy đi. Chứ không nãy giờ ra đi đâu để không có kiếm được gì chứ. Rồi bỏ hết già. Kiếm gì? Hết già nha các bạn. Hả nãy giờ dính được vậy đi cũng im mà. Cái lưới không. Ấy dạ. Đá vô cây chưa ra. Quất luôn. Quất luôn. Rồi xong phim. Không ăn ngủi được cái cuối. Cái đó hết luôn rồi các bạn ơi. Cái nãy giờ còn ngủ. Này mấy anh em cũng bị thất thu rồi. Nói chung là ít ăn thì dư á. Nhưng mà đỡ hơn cái là bữa nay dính ít già nhiều. Mà lợp không cũng nhiều, sợ gánh nặng sao. Đi xa sợ gánh nặng hả? Đi xa gánh nặng không vô. Thôi mốt là rách lại đi. Thường ngày có chỗ có ít mấy anh em đặt chừng hai ngoài cái cũng 4-5 kg. Bữa nay đặt tới 6 mấy cái gấp 2-3 lần luôn. Giống như bữa đặt 61 cái gấp 2 rưỡi. Hôm nay hơn. Khoảng 3 kg. Tại mấy ếch già đó. Nặng lắm, không chịu nữa. 2 kg ngoài 3 kg được. Nhưng mà 6 mấy cái lợp mà 2 kg mấy 3 kg ếch là quá thắt nhau rồi. À, giờ mấy anh em lội về ghe chạy về nhà nha các bạn. Đi xa nữa chứ. Rồi mấy anh em về tới ghe nha các bạn. Này một đống lợp quá xá. Mà ếch thì không thấy hả? Lợp thì quá nhiều. Nè, nghĩ được phải bị mưa đó. Mưa hay bị mưa quá lớn. Này là mới có ít lợp thôi nha, ở nhà. Ở nhà còn nhiêu nữa? 60 nữa hả? 80 tám 70 bữa hôm mới lấy ra 30 mới thôi. 20 rồi còn 80 cái nữa. Quất một cái này cho đặt qua năm qua năm sau. Đặt năm sau năm tới. Rồi mình mua 100 cái các bạn, mới xài có 20 cái mới à, còn mấy chục cái cũ. Rồi. Thôi, giờ mấy anh em chạy về thôi. Đây mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Dính được nhiêu đây á hả? Cua nữa. Cua luôn chứ cua, đâu cua, có ăn à. Đâu có ếch được nhiều gì đâu. Cua, cua, có cái là cua. Nay dính hơi bèo rồi các bạn ơi. Bên em chạy được ếch bự như bên đây cũng đỡ. Ờ. Bên đây thì mới vô dính ếch bự được mấy con bự bự không. Mấy con khủng long không. Nào mấy à. Nửa kilo rồi đó. Hơn nặng nhiều điệu luôn á. Hai con đó. Ba con hả? Ba con. Hai con. Con nhỏ nữa. 600 gram. Con 300 gram. Hai con đó. Đó. Còn vô. Hàng khổng lồ mà. Đúng, hai con khổng lồ lên. Chết đi. Dạ. Mấy con gì vậy? Cua kẹp. Kẹp. Cua kẹp. Hả? À, đợi vài con bự nữa đi. Đó. Còn nữa. Hai con cái đùi nè.
Dạ. Lật nó lên nghe. Ừ. Còn trong đây mấy con khủng lên. Ừ. Còn má. Bắt mấy khủng lên nè. Còn lấy chà bá nữa dòng thứ hai. Bên đó mà. Cái giường vậy mà không có nó kể nhiều tức thiệt kìa. Con lương thì đó đặt chấm không dính mà đặt đặt ếch dính lương á. Ghê chứ. Làm chuyện cho người ta để ý không? Ba ký được. Nhà mấy ếch lớn ha. Ừ. Ếch lớn nó cục ít. Đồng mình đây có ếch mà ếch nhỏ. Đang đặt cái ếch nhỏ không à. Bỗng gà ta. Bỗng gà. Trời ơi, phút già luôn. Đều cứng lọt luôn trời. Nó con này nó chui vô chắc nó chợt nhỏ luôn. Mỏ nó vớt lên luôn. Mỏ vớt nó tung. Ó, hồi hồi. Già cóc luôn à. Con đó mới đúng chùm luôn đó. Con bự nữa. Con nó chùm chuối luôn. Nó nhờ được số ít lớn. Khủng nha, khủng. À, cua không đủ nồi canh rồi đó. Cái này nó bốn con cua. Cái này chắc phải xào lăng quá. Bự này phải xào lăng ăn mới sướng. Không chịu xuống. Không chịu chui ra luôn rồi, đổ. Không ra. À, thế mê ha. Cỡ đó không chắc bên đây phản kèo luôn á. Ếch nằm trong giường. Dạ, lâu năm. Đây, được ít cua nha các bạn. Cua bự bự không à? Còn đây nữa nè. Ừ. Đây, ếch đây các bạn. Thì chắc đâu cũng cỡ 4kg chứ không ít đâu. Có à, 4kg có trên rồi đó. Ếch chà bá không à. Thấy cái yếu yếu rồi, không ta yếu rồi nha. Chèm 4kg thì được 4kg. 3kg, cái này là 4kg 1 rồi các bạn. Còn 3kg chắc 3kg 9. Nhiều cua nữa nè. 9, 3kg 8. Mấy ếch già, bóc mấy ếch già ra dòng đã hay không. Rồi, con anh này bự quá thẳng. Già dạ, không? Già dạ, nhiều lắm, nắm không hết chứ phụ không? Mấy con già già thôi. Có đen đặt cái nhỏ mà. Trời ơi, cục kìa. Con nào mấy nè. Còn mấy con ở dưới nữa đó. Còn mấy con nữa. Cỡ này rồi mới sướng chứ. Đang bắt hết lính của em nha. Kè con nào cũng thấy rồi bạn ơi. Bắt gì mới bắt chứ, bắt gì nhỏ. Bắt gì nhỏ không bắt hả? Nhỏ bắt chứ. Còn đây bự nhiều lắm. Ba con đó là à. À, 6 con đó là thấy 2kg lô rồi đó. Con 300 gram. Có con bự này là khủng nhất. Bỏ lên đây. Thì nó nhảy ha, chạy rồi cũng kẹt nhanh không? Dạ. 400 gram luôn á. 350. 350, 400 gram. Nắm lại, còn nắm lại nghe chứ chưa buông hết á. Buông cho nó nhảy. Trời, cái mấy ếch này chắc mấy anh em rộng lại các bạn. Để chiều làm món các bạn ơi. Mấy con này để chiều nay mình rủ anh Tư vô nha các bạn. Mấy anh em làm món, làm buổi đằng cho anh Tư chia tay khán giả. Rồi, bây giờ mấy anh em rộng lại. Cua này để nó canh, ếch này chiều mình làm món ha.
món chơi với anh Tư. Bữa tối nay kêu anh Tư lên sắp đàn lên đàn ca làm bản chia tay, vài bản chia tay mà ở nhà mình chứ. Đúng rồi. Thôi. Từ giả khán giả của chú anh chị. Bữa đi thăm lập ếch của mấy anh em. Chắc mình cũng xin kết thúc ở đây nha các bạn. Này mình rộng lại đi để chiều làm sao. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Đặt bữa nay đầu đây cũng nặng rồi. Không là đặt vậy đó. Thấy là thất rồi đó, nhưng mà nhờ ít già rồi. Bự nó tí.